Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thăng thay lợi nha các bạn. Ngày hôm nay mình nói về số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số giống nhau. Thì bước đầu tiên mình nói sơ qua về số có 3 chữ số giống nhau. Sau đó mình nói về số chẵn, sau đó mình giải quyết bài toán này. Thì ví dụ về số có 3 chữ số giống nhau nha. 1, 1, 1. Thì cắt 1 nha các bạn. Cách 1 là các bạn đếm. Được chưa? Cách 1 là các bạn đếm. Thì các bạn có thể đếm từ phải sang trái hay từ trái sang phải là quyền của các bạn. Nhưng mình khuyên các bạn nên đếm từ phải sang trái để thống nhất. Được chưa? Rồi, bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Ok chưa? Cách 2 là các bạn vô vào số hàng. Thì các bạn cũng đếm từ phải sang trái. Thì hàng thứ nhất người ta gọi là hàng đơn vị. Hàng thứ hai người ta gọi là hàng chục. Hàng thứ ba người ta gọi là hàng trăm. Vậy số có 3 chữ số phải đảm bảo hàng đơn vị nè, hàng chục nè và hàng trăm. Giống nhau là sao? Giống nhau là hàng đơn vị là số 1 thì hàng chục là số 1 và hàng trăm là số 1. Ok chưa? Rồi, tiếp theo nói về số chẵn. Mình lấy ví dụ về số chẵn nha các bạn. Ví dụ về số chẵn. Ví dụ như 10 và các bạn để ý hàng đơn vị giúp mình. 12, 14, 16, 18 vân vân và vân vân. Được chưa? Các bạn để ý hàng đơn vị nè. Hàng đơn vị. Vậy số chẵn là số nè. Có hàng đơn vị hay cao hơn người ta gọi là số có số tận cùng. Số tận cùng. Nếu ở cấp dưới thì gọi là hàng đơn vị đó các bạn. Là những số sau đây. 0, 2, 4, 6 và 8. Và các bạn để ý giúp mình cái dãy này được sắp xếp theo chiều tăng dần. Tăng dần ý nó 2 lớn hơn 1. Xin lỗi, 2 lớn hơn 0, 2 lớn hơn 0, 4 lớn hơn 2. Vậy số 8 chính là số lớn nhất. Và số 0 là số bé nhất, gọi là số nhỏ nhất. Được chưa? Rồi bây giờ mình tìm số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số giống nhau. Thì số có 3 chữ số phải đảm bảo gồm có hàng đơn vị nè, hàng chục nè, hàng trăm nè. Thì để tìm số nha các bạn, để tìm số nhỏ nhất thì các bạn làm từ hàng đơn vị trước giúp mình, được chưa? Từ hàng đơn vị. Rồi thì do đều giống nhau và chẵn thì chỉ rơi vào đều là số chẵn nên giống nhau và là số chẵn thì nó phải rơi vào 0, 2, 4, 6 và 8. Nhỏ nhất là số 0. Nếu đơn hàng đơn vị là số 0 thì hàng chục cũng phải là số 0 và hàng trăm cũng là số 0. Thì 0000 được viết gọi lại là 0, vậy là chỉ có một chữ số mà thôi. Nên số 0 các bạn bỏ đi. Vậy số nhỏ tiếp theo là 2. Thì hàng chục cũng là 2, hàng trăm cũng là 2. Vậy số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số giống nhau là 2, 2, 2. Ok chưa? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình. Hoặc là bạn nào có bài tập nào mà chưa giải quyết được, cố gắng các bạn cố gắng comment sớm giúp mình, để mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.